Trên thế giới, số người hút thuốc lá trên toàn thế giới đạt kỷ lục 1,1 tỷ người. Canada phát hiện 215 hài cốt trẻ em dưới trường nội trú. Tại Việt Nam, thu hồi hai lô đất vàng liên quan hãng phim truyện Việt Nam. Phát hiện lò đốt trái phép hơn 50 tấn vi mạch IC điện tử đã qua sử dụng ở Thanh Hóa. Đà Nẵng khống chế tài xế tông xe khách vào chốt kiểm soát Covid-19. Cảnh báo lừa đảo vì mua hàng qua mạng trong mùa dịch bệnh. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi tin tức 24 giờ. Mở đầu chương trình ngày hôm nay với thông tin, theo một nghiên cứu được công bố mới đây, số người hút thuốc lá trên toàn thế giới đã cán mốc kỷ lục mới là 1,1 tỷ người. Nghiên cứu này cũng cho biết các bệnh liên quan đến hút thuốc lá cũng đã cướp đi sinh mạng của 8 triệu người trong năm 2019. Các tác giả của một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lancet vào cuối tuần qua nhận định rằng những nỗ lực của chính phủ các nước để hạn chế thói quen hút thuốc lá đã không theo kịp với sự gia tăng dân số. Trong 9 năm gần đây nhất, thế giới đã có thêm 150 triệu người hút thuốc, chủ yếu là giới trẻ. Số liệu mới đây đã nâng tổng số người hút thuốc lá trên toàn thế giới lên mức cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ người. Bài nghiên cứu khẳng định rằng các chính phủ cần tập trung thực hiện những biện pháp nâng cao nhận thức cho người trẻ tuổi, vì theo thống kê, 89% những người nghiện thuốc lá mới ở độ tuổi 25. Theo thống kê y tế vào năm 2019, hút thuốc có liên quan đến 1,7 triệu ca tử vong vì thiếu máu cơ tim, 1,6 triệu ca tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 1,3 triệu ca tử vong do ung thư phế quản và phổi, cùng với gần 1 triệu ca tử vong khác do đột quỵ. Tuy đã có 182 quốc gia đã ký công ước năm 2005 về kiểm soát thuốc lá, nhưng việc thực thi chính sách để giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong dân chúng vẫn chưa quyết liệt và hiệu quả. Hiện chỉ có 1/4 các nước trên thế giới cấm toàn bộ các hình thức quảng cáo trực tiếp và gián tiếp liên quan đến thuốc lá. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần phải có những cam kết mạnh mẽ để có thể giải quyết nạn hút thuốc lá, cũng như các sản phẩm thuốc lá có hương vị và thuốc lá điện tử vốn đang thu hút giới trẻ. Cuối tuần vừa qua đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày diễn ra cuộc bạo loạn thảm sát chủng tộc Tulsa kinh hoàng tại phố Blackwood. Hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5, hàng trăm người đã đổ xuống các con đường tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Hoa Kỳ, tham gia lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát chủng tộc diễn ra tại phố Blackwood năm 1921. Dẫn đầu đoàn xe diễu hành là ba nạn nhân may mắn sống sót trong cuộc bạo loạn năm đó. Bà Lizzie Ryder, 106 tuổi, ông Hussein Van Ellis, 100 tuổi và bà Viola Fletcher, 107 tuổi. Cỗ xe ngựa chở ba người tiến về khu vực trung tâm của Ringwood trong sự chào đón và những lời chúc phúc từ các thành viên của Hiệp hội Tổ tiên Châu Phi. Cuộc diễu hành là sự kiện khởi động cho tuần lễ di sản phố Blackwell với hàng loạt hoạt động nhìn về biến cố lịch sử diễn ra vào cuối tháng 5 năm 1921. Cộng đồng thịnh vượng người Mỹ gốc Phi ở đây đã bị những người da trắng thảm sát với cáo buộc một người đàn ông da đen đã hành hung một phụ nữ da trắng. Những người bạo loạn đã nổ súng làm 300 người thiệt mạng, cướp tài sản và thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà. Vào cuối tuần vừa qua, Tổng thống Colombia Iván Duque đã tuyên bố rằng sẽ triển khai tối đa lực lượng quân đội tới thành phố Cali sau khi nước này ghi nhận 4 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại đây. Trong bài phát biểu sau cuộc họp an ninh tại thành phố Cali, thủ phủ của tỉnh miền Tây Valle del Cauca, Tổng thống Colombia Iván Duque nêu rõ quân đội sẽ được triển khai tối đa tới đây nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát ứng phó với làn sóng biểu tình. Quyết định trên được ông Duque đưa ra sau khi thành phố lớn thứ ba của Colombia ghi nhận 4 người thiệt mạng trong các vụ đồng đội giữa người biểu tình quá khích và cảnh sát tại Cali. Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ tại Colombia bùng nổ từ ngày 28 tháng 4 nhằm phản đối cải cách thuế do chính phủ đề xuất. Để giảm căng thẳng, Tổng thống Duque đã rút lại kế hoạch này. Song các cuộc biểu tình vẫn nổ ra trên khắp đất nước Colombia. Tính đến nay đã có 46 người, gồm cả dân thường và cảnh sát, đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài suốt một tháng qua. Theo truyền thống địa phương, hiện những người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa chính phủ với các nhà lãnh đạo biểu tình đang lâm vào bế tắc. Làn sóng biểu tình đang diễn ra trên khắp Colombia đã không những gây áp lực buộc chính phủ và các nhà lập pháp nước này phải tạm hoãn các kế hoạch cải cách y tế và thuế, mà còn khiến Bộ trưởng Tài chính Alberto Carahuila phải từ chức vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Vào cuối tuần qua, giới chức Canada cho biết đã phát hiện hài cốt của 215 trẻ em, trong đó có một số trẻ mới 3 tuổi, tại một trường nội trú dành cho trẻ em người bản địa, được xây dựng cách đây hơn một thế kỷ.
Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thông báo một tin tức đau lòng rằng nước này mới phát hiện 215 hài cốt trẻ em tại trường nội trú đã đóng cửa vào năm 1978, dành cho trẻ em người bản địa, Gallup Indian ở tỉnh bằng sóng radar xuyên mặt đất. Những đứa trẻ này vốn là học sinh của trường, một số trẻ chỉ mới 3 tuổi. Ông Trudeau đã mô tả vụ việc này làm tan nát trái tim tôi. Đây là nỗi đau nhắc nhở chúng ta về một chương đen tối và đáng xấu hổ trong lịch sử đất nước. Trong một cuộc điều tra kéo dài 6 năm, hệ thống trường nội trú Gallup Indian, nơi buộc nhiều trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình của mình, được kết luận là một hệ thống trường học gây ra tội ác diệt chủng văn hóa. Báo cáo của cuộc điều tra cho biết, nhiều trong số khoảng 150.000 học sinh của hệ thống trường nội trú này đã bị lạm dụng, cưỡng hiếp, suy dinh dưỡng và chịu nhiều hành vi tàn bạo khác trong giai đoạn từ những năm 1840 đến những năm 1990. Hơn 4.100 trẻ em đã chết khi theo học trường Gallup Indian. Tuy nhiên, hài cốt của 215 trẻ em được tìm thấy bên dưới khuôn viên, nơi từng là ngôi trường nội trú lớn nhất Canada, lại không được ghi nhận trong báo cáo và dường như cũng chưa có tài liệu nào ghi chép lại vụ việc này. Trước đó, vào năm 2008, chính phủ Canada đã từng đưa ra một lời xin lỗi chính thức về những gì đã xảy ra tại hệ thống trường nội trú Gallup Indian. Hiện chính quyền địa phương đang làm việc với nhân viên điều tra và những gia đình có con em theo học trường nội trú này. Họ cho biết sẽ công bố kết quả sơ bộ vào giữa tháng 6 tới. Mới đây, Pháp lại xảy ra thêm một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát. Theo lực lượng chức năng, đối tượng đã dùng dao tấn công và làm trọng thương một nữ cảnh sát cùng một số nhân viên an ninh khác. Hiện đối tượng đã chết sau khi ngoan cố nổ súng đáp trả. Vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Rilas Daramin cho biết kẻ tấn công đã dùng dao đâm trọng thương một nữ cảnh sát ở thị trấn Ladas-Ender, miền Tây nước Pháp. Sau khi gây án, kẻ tấn công đã lấy vũ khí của nữ cảnh sát và bỏ trốn vào một khu rừng gần hiện trường, buộc lực lượng chức năng phải điều động 250 sĩ quan và 2 máy bay trực thăng để truy lùng. Đối tượng đã ngoan cố nổ súng cố thủ khiến một số sĩ quan bị thương. Lực lượng cảnh sát buộc phải bắn đáp trả để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, hung thủ đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Theo điều tra ban đầu, kẻ tấn công là nam giới người Pháp khoảng 40 tuổi. Hắn có tiền án thực hiện các vụ cướp bạo lực và có vấn đề về tâm thần. Hiện văn phòng công tố viên thành phố Nantes đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc. Trước đó, một trường hợp tương tự đã xảy ra vào ngày 23 tháng 4, khi một đối tượng mang quốc tịch Tunisia tấn công bằng dao một nữ nhân viên của một đồn cảnh sát ở Ramboulin gần thủ đô Paris của Pháp. Nạn nhân sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng, hung thủ cũng đã bị tiêu diệt. Với những vụ việc nhắm vào cảnh sát liên tục xảy ra ở Pháp, Bộ trưởng Tư pháp nước này Éric Dupond-Moretti kêu gọi các thẩm phán phải mạnh tay đối phó với những đối tượng tấn công lực lượng cảnh sát. Hàng ngàn người dân đã biểu tình tại thủ đô của Slovenia hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5 để phản đối chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Janša và yêu cầu nhanh chóng tiến hành bầu cử. Hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5, cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại thủ đô Ljubljana, Slovenia, chống lại chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Janša. Những người tham gia biểu tình yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng tiến hành một cuộc bầu cử mới và chỉ trích chính phủ do ông Janša nắm quyền đang gây nên tình trạng trì trệ. Đám đông đồng thời lên án việc chính phủ Slovenia đang kiềm hãm các quyền công dân khi hạn chế tự do thông tin trên phương tiện truyền thông và các hoạt động của các nhóm tổ chức. Ông Janša giữ chức vị cao nhất trong chính phủ Slovenia các nhiệm kỳ 2004 đến 2008 và từ năm 2012 đến năm 2013. Trước đó, người tiền nhiệm của ông là Marian Šarec đã xin từ chức vì không nhận được sự ủng hộ trong quốc hội để thực hiện các đạo luật cần thiết. Cuộc bầu cử quốc hội Slovenia dự kiến tổ chức vào giữa năm 2022. Xin được tiếp tục với phần tin trong nước. Tại Kon Tum, cơ quan chức năng đã phát hiện 33 người mang quốc tịch Trung Quốc chưa có hồ sơ cấp giấy phép lao động đang làm việc tại công trường nhà máy điện gió tỉnh này. Theo đó, tại nhà máy điện gió ở huyện biên giới Đắk Lây, đoàn kiểm tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum phát hiện công ty cổ phần Tân Tấn Nhật đưa 33 người quốc tịch Trung Quốc vào làm việc tại dự án khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum xác định sai phạm của công ty cổ phần Tân Tấn Nhật trong việc sử dụng lao động là người nước ngoài mà chưa có hồ sơ cấp giấy phép lao động đã tồn tại nhiều tháng nay. Cơ quan này đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trên 60 triệu đồng. Liên quan đến việc thanh tra cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam, mới đây thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo thu hồi hai cơ sở nhà đất tại số 4 Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội và số 6 Thái Văn Lung, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam đã xây dựng phương án sử dụng đất, trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208 m² tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của ban chỉ đạo cổ phần hóa và công ty cơ bản cũng còn hạn chế và sai sót. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện quy trình thủ tục và thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Vừa qua, cơ quan của Bộ Công an đã phát hiện một cơ sở hoạt động đốt tách chất thải là các vi mạch IC điện tử đã qua sử dụng trái phép với công suất lớn, thu giữ khoảng 50 tấn nguyên liệu trên địa bàn của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra, tổ chức bắt quả tang một nhóm người đang đốt các bản mạch, vi mạch, IC điện tử đã qua sử dụng để tách lấy đồng tại khu lò đốt chất thải được xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng tại nông trường Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là những chất thải nguy hại, cấm được tái chế trái phép. Hoạt động của cơ sở này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 50 tấn nguyên liệu là các bản mạch, vi mạch, IC. Qua điều tra, xác định chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Tặng, sinh năm 1971, ở Mỹ Hào, Hưng Yên, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Phúc Lâm. Hiện Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Trước mắt đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra. Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ một đối tượng đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị lên đến gần 200 triệu đồng trên địa bàn. Đối tượng trên là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1986, trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Theo đó, vì nghiện chất cấm, không có tiền tiêu xài nên Đức thường lợi dụng lúc đêm khuya rồi đột nhập vào vị trí đã xác định sẵn và ra tay trộm cắp tài sản. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, Đức đã gây ra 11 vụ trộm cắp, lấy trộm được 3 máy tính xách tay, 7 chiếc xe máy điện, 8 điện thoại di động, 1 xe đạp, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trước đó, đối tượng này đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 1 năm 2021, nay lại tiếp tục phạm tội. Mới đây, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Tùng Sơn, sinh năm 1999, ngụ ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về tội hiếp dâm. Theo đó, cơ quan thi hành án thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Tùng Sơn đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân gần nhất hoặc cho cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Kiên Giang theo thông tin như trên màn hình. Trước đó, đối tượng Sơn sau khi mua 2 chai keo con voi để hít đã đột nhập vào nhà chị NTBT và trốn dưới gầm giường nhà chị này. Sau đó, Sơn đã khống chế chị B kéo ra phòng khách để thực hiện hành vi đồi bại. Đến tháng 2 năm 2021, Sơn bị Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi bản án có hiệu lực, Sơn không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay. Thưa quý vị, trong lúc các lực lượng tuyến đầu đang ra sức chống dịch, thì ở một số địa phương, các cơ sở kinh doanh lại liên tiếp không chấp hành quy định phòng chống dịch. Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xử phạt một cơ sở hoạt động kinh doanh trái phép karaoke với hơn 30 triệu đồng vì hành vi trên. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Móng Cái đã kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh Gốc Hút 1, địa chỉ tại khu 8, phường Hải Hòa đang hoạt động kinh doanh trái phép karaoke. Bên ngoài đóng cửa nhưng bên trong có 12 người, gồm khách và nhân viên phục vụ. Theo đó, chủ cơ sở đã vi phạm quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đoàn kiểm tra để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt 32,5 triệu đồng đối với cơ sở này. Còn tại Đà Nẵng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải khai báo y tế nếu phát hiện có nguy cơ lây nhiễm. Thế nhưng, tại nhiều địa phương, tình trạng trốn tránh khai báo, thậm chí bất hợp tác trong phòng chống dịch bệnh vẫn xảy ra. Và mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Hòa Vang đã phải khống chế một tài xế cố tình tông xe khách vào lan gác của chốt kiểm tra COVID-19. Trước đó, xe khách Chính Nghĩa mang biển kiểm soát 76B01022 khi chạy trên quốc lộ 1A hướng từ Nam ra Bắc, khi đến chốt kiểm dịch cửa ngõ Đà Nẵng thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, xe khách được lực lượng chức năng yêu cầu dừng kiểm tra. Tài xế đã cho xe dừng nhưng không cho lực lượng chức năng đo thân nhiệt và làm tờ khai y tế theo quy định. Lúc này, một chiến sĩ cảnh sát lên xe yêu cầu hành khách xuống đo thân nhiệt và khai báo y tế. Bất ngờ, tài xế đóng cửa lại rồi nổ máy cho xe lùi với tốc độ cao nhằm di chuyển khỏi chốt kiểm dịch. Xe khách sau khi lùi được một đoạn đã tông vào lán gác của một chốt kiểm dịch. Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã khống chế tài xế và dừng được xe khách. Gần 40 hành khách trên xe được bố trí một xe khách khác để tiếp tục hành trình. Cảnh sát giao thông đã tạm giữ xe khách trên, đồng thời bàn giao tài xế phụ xe cho công an huyện Hòa Vang thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phối hợp cùng với bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên mất tích tại biển thị xã La Ghi. Và trước đó thì nam thanh niên này cùng với nhóm bạn của mình đến bãi biển trên để tắm. Nước biển lúc này rút cạn và sóng êm nên nhóm này lội ra khá xa bờ để tắm. Bất ngờ ba người bạn của anh bị hụt chân, sóng cuốn ra xa. Thấy ba người bạn lọt vào vòng xoáy nước, nam thanh niên trên đã nhảy xuống cứu được cả ba người đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do bị đuối sức, anh này đã bị dòng nước xoáy nhấn chìm mất tích. Hiện lực lượng chức năng địa phương đã huy động và tăng cường thêm tàu kiểm ngư, cano biên phòng, cano nước để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Và xin được mời tất cả quý vị cùng đến với chuyên mục Cảnh báo. Thưa quý vị, việc mua hàng online đã quá quen thuộc với mỗi người chúng ta, nhất là trong lúc dịch bệnh đang bùng phát mạnh như hiện nay, đã nhiều người ưu tiên mua sắm bằng hình thức này hơn. Tuy nhiên, đã có nhiều đối tượng lợi dụng để bán hàng trôi nổi, kém chất lượng, thậm chí là lừa đảo. Mới đây, một trường hợp đã đặt mua một thiết bị điện tử trị giá 12 triệu đồng qua mạng xã hội từ một cửa hàng có địa chỉ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Do chủ quan, khách hàng đã không kiểm tra ngay lúc nhận hàng. Khi đem lên phòng, mở gói hàng ra thì bên trong chỉ là chiếc áo cũ và xấp giấy A4. Theo đó, những vụ lừa đảo bán hàng giả, hàng kém chất lượng qua mạng xã hội hiện nay xảy ra khá phổ biến. Vì số tiền bị mất không quá lớn, thông thường chỉ từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng, nên các nạn nhân sau khi liên hệ đòi lại tiền và trả hàng không được, hầu hết đành phải chấp nhận, không tố cáo, khiếu nại tới các cơ quan chức năng. Ngoài ra, còn có các trường hợp, nhiều người bán hàng online còn yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi gửi hàng sau. Hoặc để lôi kéo nhiều người mua hàng, các đối tượng thường tung ra các chiêu khuyến mãi hậu hĩnh, giảm giá đặc biệt trong khung thời gian nhất định để hối thúc người mua chuyển tiền đặt mua hàng. Vì chủ quan muốn nhận hàng ngay, người mua rất dễ sập bẫy. Vì vậy, người mua hàng online cần tìm hiểu kỹ các tổ chức cá nhân cung cấp sản phẩm, nên mua hàng của các nhà cung cấp uy tín, có thương hiệu, đăng ký hoạt động và đã được cơ quan chức năng cấp phép, có thông tin liên lạc rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế. Những ngày vừa qua, thời tiết đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến cho nguy cơ cháy nổ ở nhiều nơi và đáng quan ngại là nhiều vụ cháy lớn, thiệt hại tiền tỷ liên tục xảy ra trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra 26 vụ cháy lớn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn tới vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn đến hàng chục tỷ đồng. Mới đây nhất vào cuối tuần qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất thùng xốp trên địa bàn huyện Đức Hòa, Long An, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, một người bị thương trong lúc dập lửa. Thời điểm xảy ra vụ việc, lửa bùng lên từ nhà xưởng công ty Hùng Sung chuyên sản xuất thùng xốp tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Đám cháy gặp gió lớn lan nhanh sang các nhà xưởng bên cạnh rộng hơn 1.000 m². Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Đức Hòa đã điều khoảng 3 xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Vụ hỏa hoạn đã khiến một người trong lúc chữa cháy bị thương, toàn bộ tài sản công ty bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng. Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy công ty sản xuất thùng xốp trên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.